trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Chào mừng quý vị đến với chuyên đề xây dựng bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, giá đất nền tại một số khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục nhảy múa sau một năm yên ắng. Trong đó tâm điểm là những quận ven thành phố như quận 9, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi và Hóc Môn. Qua khảo sát của nhóm phóng viên VITV tại những điểm nóng này thì việc tăng giá đất đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động lên thị trường nhà đất trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong 15 phút chuyên đề ngày hôm nay sẽ là những minh chứng về sự tăng nhiệt của thị trường đất nền Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2018 và những rủi ro đằng sau sự tăng nhiệt này. Đồng thời những cảnh báo mua bán đất nền hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được đưa ra. Sau đây là những thông tin đầu tiên, mời quý vị theo dõi. Nếu định giá lại mảnh đất rộng 50m2 này của gia đình bà Nguyễn Thị Thảo ở phường Phú Hữu, quận 9, theo giá thị trường hiện nay thì giá bán sẽ tăng vọt từ 680 triệu đồng lên hơn 1 tỷ đồng, tức 1m2 đất đã tăng thêm hơn 10 triệu đồng. Và khi phóng viên VITV tiếp tục khảo sát dọc tuyến đường Gò Cát, quận 9, thì giá đất nền ở đây cũng tăng lên với mức 29 triệu đồng 1m2. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản vùng ven, đó là quận 9. Theo ghi nhận nơi đây thì đất nền đang là phân khúc tạo nên sức nóng của quận ở khu đông này. Khi hoạt động mua bán sôi nổi, còn giá bán thì đã tăng 20% so với tháng 1 năm 2017. Còn hồi đó là về nó nghĩa là một khu đất trống thì nó làm sao có giá. Bây giờ về dân ở đông thì nó sẽ tăng giá lên thôi. Khu đông nó đi từ phía ta gọi là trung tâm quận nhất qua quận 2, đi qua Nhân Trạch, đi tới là Vũng Tàu, tiếp tục lên Long Thành là không thể không xây sân bay, thì những như vậy là nó sẽ rất là sống động. Theo ghi nhận ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, giá đất đầu năm 2018 đã chênh lệch hơn 10 triệu đồng 1m2 so với đầu năm 2017. Trong đó tùy vào từng vị trí mà giá bán 1m2 dao động từ 30 triệu đồng đến hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, khác với đầu năm 2017, khi khu vực sốt đất chỉ quanh khu đông, khu nam của thành phố, thì đầu năm 2018 cơn sốt đã lan rộng ra ngoài thành, đó là huyện Củ Chi. Cụ thể khảo sát ở xã Bình Mỹ, giá đất đã tăng từ 4 đến 5 triệu đồng 1m2 lên 6 triệu đồng 1m2 so với đầu năm 2017. Điều đáng nói, giao dịch đất nền ở khu vực Tây Bắc này không phải về giá mà là hoạt động mua bán hết sức rầm rộ. Thành phố cũng sẽ chuyển hướng về quy hoạch đối với Thành phố Hồ Chí Minh về hướng các khu vực có cái nền đất cao của thành phố, tức là về hướng Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Và với cái việc phát triển chiến lược và với việc chuyển hướng chiến lược về quy hoạch này thì sẽ giúp phát triển khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh như là quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, và đồng thời lan tỏa ra huyện Đức Hòa của tỉnh Long An cũng như là huyện Bến Cát của tỉnh Bình Dương. Nó tạo thành ra một cái vùng phía Tây Bắc và kết nối với đường xuyên Á của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nó sẽ tạo thành khu vực rất phát triển. Mọi người sẽ không còn ở tập trung nhiều ở trong nội ô, mà phần lớn là sẽ ở tất cả các quận như quận 9, Nhà Bè, Bình Chánh, rồi quận 8, Bình Tân, quận 12, Thủ Đức hay là các cái huyện giáp với thành phố. Giao dịch đất đai sôi động đến nỗi việc mua bán không còn bỏ hẹp trong các văn phòng ký gửi nhà đất như thế này nữa, mà có thể dễ dàng bắt gặp ở các quán cà phê. Với khẳng định giá đất sẽ tăng trong thời gian tới nhờ quy hoạch, cho nên cứ một thông tin mới về quy hoạch xuất hiện thì liền sau đó giá đất tại một số điểm vùng ven được người bán nâng lên tương ứng. Các chuyên gia lo ngại khi thông tin quy hoạch mới chỉ là định hướng nhưng giá đất đã tăng thật thì hậu quả tác động lên thị trường nhà đất sẽ rất khôn lường. Theo các chuyên gia về quy hoạch thì quận 9, Thủ Đức hay huyện Củ Chi đều có các dự án chiến lược về phát triển đô thị. Minh chứng là nhiều tuyến đường giao thông kết nối liên tục được thành phố đầu tư xây dựng trong thời gian qua, cho nên giá đất ăn theo quy hoạch là điều phù hợp với quy luật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo khi tất cả mới chỉ đón đầu thì không phải khu vực nào cũng là đất vàng, có nghĩa đằng sau giá đất tăng nóng đang tồn tại những nguy cơ. Một 120 lô đất nền hiện đã bán hết. Tuy nhiên, chiếc bàn giao dịch vẫn còn đặt ở đây, là để bán lần hai, tức mua bán giữa các nhà đầu tư thứ cấp. Và giá khởi điểm lúc này đã cao hơn 20% so với lần giao dịch đầu tiên với chủ dự án. Các chuyên gia lo ngại, với tính chất mua đi bán lại của thị trường thứ cấp, thì giá đất nền sẽ lũy tiến theo số lần giao dịch, khiến đất bị đẩy lên quá cao.
Do cái tâm lý của người Việt Nam mình là cái tài sản gắn liền với đất là tốt nhất. Và thực ra cũng do cái bản chất của cái sản phẩm, đó là cái sự giữ giá và tăng giá trong tương lai của sản phẩm nhà phố và đất nền. Cho nên đó, điều đó nó tiếp tục nó thu hút được cái người đầu tư để sinh lợi, đầu tư để bảo toàn tài sản. Cho nên điều đó dẫn tới là cái giá tiếp tục tăng lên trong tương lai. Quỹ đất trong những năm qua trở nên dần dần trở nên khan hiếm. Chính vì vậy mà cái kênh đầu tư đất nền sẽ là một trong những cái kênh thu hút và được nhiều cái nhà đầu tư họ quan tâm. Và chắc chắn là cũng sẽ là tiếp tục là một cái phân khúc là rất hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Bởi vì là và chính vì cái sự khan hiếm đó nó sẽ thúc đẩy cái giá của bất động sản ở trong cái phân khúc đất nền này sẽ gia tăng trong thời gian tiếp theo. Các chuyên gia cho biết lo ngại giá đất bị thổi lên ở thị trường thứ cấp là có cơ sở bởi hai lý do. Thứ nhất là khả năng sinh lời từ đất cao. Thứ hai là dòng tiền đổ vào liên tục nhờ cho vay tiêu dùng hiện không hạn chế. Cụ thể, quy định siết vay tín dụng đổ vào bất động sản năm 2018 trong thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng với các doanh nghiệp kinh doanh, còn cá nhân vay mua nhà lại không bị hạn chế. Cho nên dòng tín dụng đổ vào tiêu dùng bất động sản đã tăng mạnh hơn 70% trong năm 2017. Điều này gây lo ngại hình thành bong bóng bất động sản trong tương lai. Có một cái phần mà đúng là tín dụng bất động sản, nhưng mà lấy ra khỏi cái không được phân loại là tín dụng bất động sản là khi các ngân hàng cho vay người dân để mà xây nhà, mua nhà hay là sửa nhà thì cái tín dụng đó lại được kể là tín dụng tiêu dùng chứ không kể là tín dụng bất động sản. Chứ nếu mà một phần lớn những cái bất động sản cho người dân mà đem qua tín dụng tiêu dùng thì nó làm giảm cái tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ. Thì nếu mà chúng ta dựa trên cơ sở đó thì chắc là cái vấn đề quản lý sẽ không được chặt chẽ. Minh chứng là trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, giá đất đã liên tục lập nên những con số mới. Cụ thể, nếu nhìn vào bảng thống kê này có thể thấy giá đất tại một số địa phương của thành phố Hồ Chí Minh đều đã tăng trên 40%. Thậm chí huyện Củ Chi, Cần Giờ giá đất đã tăng 3 con số trong năm 2017 và vẫn đang tiếp tục tăng vào đầu năm 2018. Hệ quả là một số quận vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới lên 30% và gián tiếp tác động xấu lên thị trường sơ cấp. Bởi vì là cái giá đã tăng lên, mà trong khi đó là đã tăng lên rất là đáng kể. Trong khi đó 5 năm qua thì thu nhập của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã năm 2016 thì chỉ có khoảng hơn 2.200 và năm 2017 thì là có 2.400, thì tốc độ tăng thì cũng gần hơn 6%. Trong khi đó thì giá bất động sản thì đã tăng đến rất là cao, lên tới mấy chục phần trăm, so với từ 15-30% tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua. Thì chính vì vậy mà người mua ở họ sẽ khó có thể tiếp cận được nhà ở. Trong khi mặt bằng giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang từ từ nhích lên, ảnh hưởng đến khả năng mua của thị trường sơ cấp trong tương lai, thì trước mắt việc giá đất tăng lên chóng mặt và mua bán tràn lan lại gây rủi ro cho chính người thực hiện giao dịch đất, đó là các nhà đầu tư. Bởi theo các chuyên gia, khi quy hoạch chi tiết chưa có thì không phải khu vực nào cũng là đất vàng. Cuối năm 2017 cho đến nay thì có dấu hiệu là cơn sốt đất nền này quay trở lại. Có một cái vấn nạn đặt ra, đó là cái tình trạng phân lô tách thửa mà không được kiểm soát ở một số quận ven và huyện ngoại thành. Như vậy, nếu nhìn cả ngắn hạn và dài hạn thì sự sôi động của thị trường đất nền hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đều tiềm ẩn rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo, chính quyền cần có giải pháp hãm nhiệt cơn sốt đất nền hiện nay, trong đó cần kiểm soát dòng tín dụng cho vay tiêu dùng bất động sản và xem xét việc đánh thuế đất. Thưa quý vị, các chuyên gia cũng cho biết trong thời gian tới, giá đất tại một số khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng nếu không có sự kiểm soát, bởi hai điều chỉnh quy hoạch lớn. Thứ nhất là nhu cầu phát triển đô thị của thành phố và thứ hai là đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều khiến đất vùng ven nóng hơn trong thời gian tới. Lợi thế này sẽ che lấp đi rủi ro nếu nhà đầu tư không tỉnh táo. Vậy tại tâm điểm thị trường thì việc mua bán cần lưu ý những điều gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi những lưu ý sau đây. Phụ thuộc vào cái cơ sở hạ tầng nó như mức độ như thế nào và liên quan đến là cơ sở hạ tầng xã hội. Chứ không phải là một miếng đất mua xong rồi để đó cắm dùi đó là có đường xây xong là chúng ta bán lời 40-50%, không phải, nó tại liên quan qua nhiều cái kết nối xung quanh nữa. Do vậy khi chúng ta mua đầu tư cũng cần cẩn thận về việc này, tránh những cái tình trạng là cứ là chúng ta nghĩ là mua 20% chúng ta bán lại để có thể lên đến 10% nữa, thì chúng ta cẩn thận lại những cái việc khác. Tôi cho rằng cái việc mà
đầu tư bất động sản ở thị trường nào cũng vậy, đều có đầu tư lướt sóng và đầu cơ hết. Tuy nhiên cái việc mà quan trọng hơn là cần cân đối lần trong việc là cái việc là sử dụng đồng bảng tài chính. Điều này rất là nguy hiểm khi thị trường có đổi chiều, có sự thay đổi, đổi chiều hoặc là vì một lý do gì đó. Thì cái giải quyết vấn đề đất bán không được và chúng ta có khó khăn trong việc là trả cái chi phí tài chính hàng tháng hoặc hàng năm, thì điều này dẫn đến là sự khó khăn và đâu đó ngân hàng sẽ họ sẽ tịch biên những cái tài sản của mình. Xu hướng thứ hai tôi cho rằng đó là cái đất nền tại một số khu vực mà nhà nước có những cái quy hoạch phát triển. Ví dụ như là các cái khu đô thị nó rõ ràng hơn về quy hoạch. Thứ hai là các cái khu mà phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế. Tôi lấy ví dụ như là các cái khu mà chính phủ rồi nhà nước sẽ định hướng phát triển kinh tế. Thì đương nhiên khi phát triển kinh tế nó sẽ gắn với cái gì ạ? Phát triển các cái hạ tầng. Và từ phát triển hạ tầng nó sẽ gắn với cái nhu cầu ở để phục vụ cái nhu cầu kinh tế đó. Đấy. Thì tuy nhiên cái này nó phải tùy từng khu vực và từng thời điểm. Vấn đề là chúng ta xem xét cái khả năng triển khai của các dự án và đến cái thời gian để mà các dự án này có thể hoàn thành hay không. Chẳng hạn như tôi nói trước đây chúng ta cứ nghĩ là cầu Cát Lái là xây dựng sớm nên đã có một lần một số đất một lần bên phía bên Nhân Trạch. Nhưng sau đó thì cầu Cát Lái là chưa triển khai được nên là bị chứng lại một thời gian. Thì lần này thì chính phủ là đồng ý về nguyên tắc cho xây dựng cái cầu Cát Lái qua Nhân Trạch. Thì bây giờ phải xem tiến độ như thế nào. Nếu lại tiếp tục là cái đầu tư vào chạy theo cân số này thì nếu mà tiến độ nó chậm thì chúng ta sẽ gặp là rủi ro về vốn. Nếu chúng ta không trường vốn được và ta đi vay ngân hàng thì là chúng ta sẽ bị lỗ. Nếu mà là đầu tư lướt sóng thì càng nhiều nhà đầu tư lướt sóng sẽ càng làm cho cái giá ở khu vực đấy nó sẽ bất ổn thêm. Đấy. Còn những nhà đầu tư chân chính thì họ sẽ kiểm tra rất là kỹ. Ví dụ như là họ sẽ kiểm tra kỹ xem coi là khu vực đó là quy hoạch như thế nào, có được giải phóng đền bù hay chưa. Rồi tiếp theo đó nữa là cái giao thông. Rồi phương án thứ hai là phương án liên kết vùng như thế nào để có thể là sinh lợi được. Ở đây chúng ta nói về giá là chúng ta nói về lướt sóng. Nhưng mà chúng ta cũng, lúc nãy tôi vừa chia sẻ là cái mặt bằng giá mới. Mặt bằng đó là người ta quan sát hồi 2016, người ta cũng lo lắng. Đặc biệt là cái khu đông đất nền, thậm chí đất nền phân lô người ta cho rằng nó quá ảo. Bởi vì thực tế có những cái đất nền phân lô nó còn cao hơn cái đất nền trong dự án. Nhưng mà thật ra thì thị trường luôn có lý, nhà đầu tư họ chọn lựa. Nếu anh muốn vô quy chuẩn khu mà quản lý tốt, anh vô trong dự án. Nhưng mà anh muốn có một căn nhà tự xây theo ý mình, tự ở thì theo kiểu là giống như người ở nội thị người ta thích ở theo kiểu người ta, thì ta vẫn chọn đất nền dự án. Tất cả chuyện đó là sự chọn lựa. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.